chăn nuôi gà an toàn sinh học là những biện pháp tổng hợp nhằm giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế sự lây lan các loại mầm bệnh, bảo vệ vật nuôi và người chăn nuôi không bị dịch bệnh tấn công, tạo cho gia súc gia cầm có sức đề kháng tốt. Có nhiều phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, song hiện nay phương pháp nuôi gà trên nền đệm lót sinh học Balasa N01 là hiệu quả nhất với nhiều ưu điểm và được bà con chăn nuôi bắt đầu áp dụng ở trang trại. Với phương pháp chăn nuôi này, không những giảm thiểu tối đa về dịch bệnh mà còn tạo cho môi trường nuôi sạch sẽ, an toàn, có chất lượng sản phẩm tốt, phục vụ người tiêu dùng. Kính thưa bà con và các bạn xem đài, để nuôi gà thả vườn đạt hiệu quả kinh tế cao thì chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất là con giống, thứ hai là chuồng trại, thứ ba là chăm sóc nuôi dưỡng và vấn đề cuối cùng đó là phòng bệnh. Bà con nên mua con giống từ những cái trại sản xuất giống đạt uy tín và đạt cái tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai là con giống phải được ấp từ những cái trứng của đàn gà giống đạt tiêu chuẩn, đàn gà khỏe mạnh, đạt chất lượng giống. Đàn gà con phải có độ đồng đều, di chuyển nhanh nhẹn, mắt to sáng, mỏ là không bị dị tật, lông khô, ống ánh, màn da chân bóng và màn da chân sáng bóng, đạt tiêu chuẩn loại 1, không hở rốn và bụng mềm vừa phải cân đối. Chúng ta không có nên mua những cái con gà mà lông nó khô bết lại, màng da chân khô và nhăn, đó là những cái con gà không được khỏe. Và không mua những cái con gà mà chảy nước mắt, nước mũi hay là hở rốn. Ở giai đoạn gà con từ 0 tới 4 tuần tuổi thì bà con nên chú ý một số điều sau đây. Thứ nhất là quay ấm gà. Đối với quay ấm gà thì chúng ta nên quay cái cót cao khoảng 70-80cm để dễ quản lý, chăm sóc và theo dõi. Mỗi quay ấm chúng ta nên có cái diện tích khoảng 6m², hoặc là đối với cái quay tròn thì khoảng đường kính khoảng 2,8m. Đối với quay chữ nhật thì chúng ta nên có chiều dài là 3m và chiều ngang là 2m. Ở giai đoạn này chúng ta chú ý là rải chất độn chuồng là trấu để tránh cho gà con nằm dưới đất hay là cái gan bàn chân của gà tiếp xúc với đất dễ gây lạnh gà và kích thích các cái chức năng cơ quan tiêu hóa của gà nó phát triển đồng đều hơn. Thứ hai là chúng ta chú ý là chất độn chuồng chúng ta phải để vào chuồng trước 72 giờ khi chúng ta thả gà. Trước khi bắt gà về thì chúng ta nên là vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ và che chắn xung quanh cái lồng ấm, tránh cho máng ăn, máng uống dơ bẩn. Thứ hai là nếu chúng ta sử dụng trấu làm chất độn chuồng thì trong những ngày đầu chúng ta nên trải giấy để tránh cho gà ăn phải trấu hay là cái cạnh sắt của vỏ trấu gây đứt cái da chân của gà. Và chúng ta nên chia thành cái từng cái ô nhỏ để ấm gà để tránh cái tình trạng là khi mà thời tiết lạnh gà sẽ đè lên nhau hay là đi quá xa không tìm được cái nguồn sưởi. Đối với nhiệt độ ấm gà thì trong tuần lễ đầu tiên cái nhiệt độ ấm thích hợp là từ 33-35 độ, cứ mỗi tuần chúng ta sẽ giảm đi 2 độ. Trong cái thời gian ấm thì chúng ta nên quan sát đàn gà để biết được cái nhiệt độ có thích hợp cho đàn gà hay không. Nếu như đàn gà túm tụm lại một chỗ thì chứng tỏ là cái chuồng của chúng ta thiếu nhiệt, chúng ta cần bổ sung thêm nhiệt độ. Và nếu đàn gà tản xa cái sưởi ấm thì chúng ta nên giảm đi nhiệt độ vì nhiệt độ quá nóng. Đàn gà mà tản đều ra xung quanh cái chuồng ấm thì là nhiệt độ thích hợp.
Trong cái giai đoạn này chúng ta nên chú ý là cho gà ăn cái thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp để cho gà sinh trưởng phát triển một cách tối ưu nhất, và bổ sung cái máng uống đầy đủ, nước uống sạch sẽ. Trong cái tuần lễ đầu thì gà dễ mắc cái những cái bệnh bạch lỵ thương hàn hay là cái bệnh về đường hô hấp, thì chúng ta nên bổ sung thêm cái B complex hay là vitamin C để cho gà tăng cường cái sức đề kháng. Kỹ thuật làm điểm lót sinh học Balasan 01 thì đối với nền chuồng chúng ta sẽ sử dụng cái nền chuồng lát gạch hoặc là xi măng như thế này. Nếu như bà con mà làm chuồng mới thì để giảm cái chi phí chúng ta chỉ nên nện đất nén chặt lại thôi. Và cái độ dày của điểm lót là từ 7 cho tới 10 cm. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu là trấu. Phương pháp làm chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là rắc trực tiếp men lên cái nguyên trấu. Chúng ta sẽ sử dụng một ký chế phẩm Balasan 01 cho 35 m² chuồng trở xuống. Cách làm là đầu tiên chúng ta sẽ rải trấu lên cái nền chuồng có độ dày khoảng 7 cho tới 10 cm. Bước thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng một ký chế phẩm Balasan 01 trộn đều với một ký bột bắp hoặc là cám gạo. Sử dụng bảo dưỡng và chống nóng điểm lót sinh học Balasan 01 thì chúng ta chỉ cần rắc điểm chế phẩm Balasan 01 một lần và có thể sử dụng kéo dài suốt quá trình nuôi, nhưng cần định kỳ bổ sung thêm để cho điểm lót hoạt động tốt. Bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng 1 ký chế phẩm Balasa trộn với 2 ký bột bắp và rắc trên khoảng 50 m² nền chuồng. Cứ sau vài ngày thì tùy theo lượng phân gà nhiều hay ít, chúng ta sẽ dùng cái cào cào nhẹ trên bề mặt điểm lót để giúp cho phân dùi vô trong điểm lót và cái điểm lót được thông thoáng hoạt động tốt hơn, giúp tiêu hủy phân gà được tốt. Thứ ba là chúng ta sẽ tránh cho cái nước nước uống, máng uống hoặc là cái nước tạt từ bên ngoài vào để làm hư cái điểm lót. Nếu như mà cái nền điểm lót bị ướt thì chúng ta nên thay bằng cái đệm mới. Chúng ta tránh cho cái nền điểm lót bị cái máng uống hoặc là nước mưa bên ngoài hắt vào làm ướt. Nếu như cái nền điểm lót ướt thì chúng ta phải thay bằng cái lớp điểm lót mới. Chúng ta cần cái mở cửa thông thoáng cái chuồng trại để cho cái thoát cái mùi hăng hắc từ cái quá trình phân hủy phân gà. Và chúng ta cái điểm lót nó có cái khả năng khử trùng nên chúng ta không cần định kỳ phải phun thuốc sát trùng. Thứ tư là để mà tránh cho cái mùa nóng á, chuồng nóng quá thì chúng ta nên mở cửa và dùng cái quạt để thoát cái nhiệt từ bên ngoài ra. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái điểm lót có độ dày mỏng hơn để nhằm thoát cái hơi nóng nhanh hơn. Nếu mà chúng ta nuôi gà với mật độ phù hợp thì cái đệm lót sinh học này sử dụng và bảo quản tốt sẽ sử dụng được 1 năm, nhưng cần định kỳ phải bổ sung thêm cái chế phẩm sinh học Balasan 01 để cho đệm lót được hoạt động tốt hơn. Vào cái tháng mùa hè thì cái giai đoạn mà ấm gà thì chúng ta nên quay cái cót quay nó thấp hơn khoảng từ 50 cm và để thoáng ở bên trên, và chúng ta sẽ treo cái đèn sưởi cao hơn để tránh cho nó cái nhiệt độ làm lạnh và ẩm dễ gây cho gà dễ bị bệnh. Nuôi gà giai đoạn từ 1 tháng tuổi đến khi xuất chuồng. Ở giai đoạn sau 1 tháng tuổi chúng ta bắt đầu thả gà ra vườn để nuôi.
Ở giai đoạn này thì số lượng gà, diện tích vườn chăn thả sẽ quyết định cái số lượng gà. Nếu như chúng ta nuôi ở mật độ đông quá, chật chội, gà sẽ giẫm đạp lên nhau gây lầy lội và dễ tích tụ mầm bệnh, gây cho gà chậm lớn. Ở ngày đầu tiên khi mà chúng ta thả gà ra vườn thì chúng ta chỉ thả 2 giờ, sau đó đuổi gà vào chuồng. Và những ngày sau chúng ta sẽ tăng dần cái thời gian thả gà ra chuồng từ 3 giờ lên 4 giờ. Và sau 7 tới 10 ngày thì chúng ta sẽ thả tự do. Lưu ý là trong những ngày đầu trước khi thả gà ra vườn thì chúng ta sẽ cho gà ăn uống đầy đủ. Và sau đó khi mà gà quen với cái môi trường bên ngoài thì chúng ta sẽ bố trí máng ăn, máng uống ở bên ngoài vườn chăn thả. Trong giai đoạn này thì chúng ta có thể là bổ sung các thức ăn địa phương như là bắp, cám, lúa hoặc là hèm bia hay những cái loại rau, cải để bổ sung thêm vitamin cho gà. Trong chăn nuôi, muốn đạt được năng suất cao, giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh gây ra, vấn đề phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Về phòng bệnh thì chúng ta có hai cách để phòng bệnh, đó là vệ sinh phòng bệnh và phòng bệnh bằng vaccine. Đối với vệ sinh phòng bệnh thì chúng ta cần bố trí cái hố sát trùng ở trước cái đầu giải chuồng. Trước khi vào chăm sóc gà thì chúng ta nên đi dạy ủng qua cái hố sát trùng và rửa tay, thay quần áo sạch sẽ, hạn chế cái khách tham quan và động vật ra vào chuồng trại. Đó, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái hệ thống máng ăn, máng uống để đảm bảo cái lượng thức ăn, nước uống đúng yêu cầu vệ sinh. Thứ tư là cái đối với chuồng trại thì chúng ta cần vệ sinh, rửa máng ăn, máng uống hàng ngày và thu dọn sạch những cái thức ăn dư thừa để tránh gây nhiễm bẩn. Chúng ta cần phòng và diệt chuột, chim đi vào những cái trại vì đây là những cái vật trung gian mang mầm bệnh từ nơi khác vào trại chúng ta. Phòng bệnh bằng vaccine thì đối với gà 1 ngày tuổi thì chúng ta phòng marek bằng cách là tiêm dưới da cổ hoặc là đùi. 7 ngày tuổi thì chúng ta sẽ phòng dịch tả bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi. Đồng thời chúng ta sẽ phòng bệnh đậu gà bằng cách là xuyên qua cái màng da cánh mỏng. 10 ngày tuổi thì chúng ta sẽ chủng gumbogo bằng cách là nhỏ mắt, nhỏ mũi. 15 ngày tuổi thì chúng ta sẽ tiêm phòng cúm da cầm bằng cách tiêm dưới da cổ. 21 ngày tuổi chúng ta sẽ lặp lại lần thứ 2 dịch tả gà bằng cách cho uống. Và 28 ngày tuổi chúng ta sẽ chủng lặp lại lần thứ 2 gumbogo bằng cách cho uống. 44 ngày tuổi thì chúng ta sẽ tiêm phòng cúm da cầm lần thứ 2. Cái lịch tiêm phòng này bà con lưu ý nó sẽ thay đổi tùy theo cái tình hình dịch tễ của địa phương. Và khi mà chúng ta mua vaccine, chúng ta cần bảo quản là tránh dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Đồng thời bảo quản vaccine ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh có nhiệt độ từ 2 tới 8 độ. Khi mà chúng ta pha vaccine, đối với vaccine dịch tả và gumbogo thì chúng ta cái lọ 100 liều chúng ta sẽ pha với 10ml nước. Và đối với lọ mà đậu gà thì chúng ta sẽ pha dưới 1ml nước. Sau khi mà pha vaccine xong, chúng ta phải đảm bảo sử dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khi mà vaccine chúng ta pha xong mà sử dụng không hết, hoặc là cái lọ đựng vaccine chúng ta phải khu gom và tiêu hủy đúng.